Thưa quý vị, lạm phát không chỉ là mối bận tâm của cử tri Australia, mà câu chuyện này đã trở thành chủ đề quen thuộc tại nhiều quốc gia trong thời gian qua. Trong đó có các quốc gia như là châu Mỹ Latin. Ở mức lạm phát tăng lên cao nhất trong nhiều năm, thì người dân tại châu Mỹ Latin cũng đã phải chật vật với bài toán chi tiêu hàng ngày. Theo Reuters, lạm phát hàng tháng của Brazil đã tăng vượt mức dự báo lên mức cao nhất trong vòng 28 năm. Trong khi Chile ghi nhận mức lạm phát hàng tháng cao nhất trong gần 30 năm, Mexico cũng công bố con số lạm phát hàng tháng cao nhất trong 21 năm. Tỷ lệ lạm phát hàng năm cao với giá hàng hóa và chi phí nhiên liệu gia tăng khiến người dân Mỹ Latin phải cân nhắc trong chi tiêu. Sự thật là giá cả mọi mặt hàng đều tăng cao. Trước đây tôi có thể chi tiêu đủ cho cả tháng với một số tiền nhất định, nhưng giờ với số tiền ấy tôi chỉ có thể cầm cự được 2 tuần, cùng lắm là 20 ngày. Các mặt hàng cơ bản đều tăng giá rất nhiều, vì vậy tất cả số tiền chúng tôi kiếm được đều không đủ mua thực phẩm, đóng tiền học phí, quần áo và giày dép. Vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ Latin xảy ra khi nguồn cung toàn cầu suy giảm, làm tăng giá trên toàn thế giới. Gần 60% các nền kinh tế phát triển hiện có lạm phát hàng năm trên 5%, tỷ lệ lớn nhất kể từ cuối những năm 1980, trong khi con số này là hơn 7% ở hơn một nửa các nước đang phát triển.